Vâng, xưởng đồ cổ thủ tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ngày tháng 9 và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, anh em lại hoàn thiện lên trước mặt quý vị. Đây là một bộ trường kỷ chất liệu gỗ gụ và một chiếc đồng hồ tứ trụ cho một khách hàng tại Lâm Thao, Phú Thọ. Và trước khi bàn giao gia đình khách hàng thì em cũng quay lại video clip làm kỷ niệm giới thiệu với mọi người. Đây, trước mặt đây là chiếc bộ trường kỷ chất liệu gỗ gụ, kích thước là dài 2m17, hàng đại và được đục theo mẫu là mẫu tích tổ ong quý vị nhé, tích Tam Quốc tổ ong, bao gồm có 3 món. Đây là hình ảnh chiếc ghế dài, kích thước là dài 2m17. Toàn bộ phần vách là chúng tôi là đục tích Tam Quốc, tích Tam Quốc lọng thủng tổ ong, chất liệu gỗ gụ, hàng đã hoàn thiện lên BU rất là đẹp rồi, đóng tem rồi, sờ mát tay quý vị nhé. Còn chân của bộ này là chân 10 chỉ. Chân là chân 10 chỉ. Toàn bộ đường nét thì cực kỳ là sắc nét. Đường nét cực kỳ là sắc nét. Đầu tay, toàn bộ đầu tay của chúng tôi là đầu tay đục xoắn ốc quý vị nhé. Đầu tay đục xoắn ốc, rất là cầu kỳ. Chiếc tíu đây. Mặt tíu là mặt tíu bắn liền, mặt tíu bắn liền, vân gỗ gụ quý vị nhé, gỗ gụ cực kỳ là đanh và chất gỗ thì rất là tốt, không cong vênh muốn mọt theo thời gian, chất gỗ rất là rắn, ngồi càng lâu càng lên sừng, càng bóng, càng lâu càng giá trị. Bên này là chiếc ghế thứ hai, hàng thì hoàn thiện cực kỳ là sắc nét như là dày dặn, còn hàng ngang phần cục chạm làm rất là kỹ. Ngoài ra thì phía bên này tôi có một chiếc đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ đo gõ đỏ và sử dụng máy Sunny của Hàn Quốc quý vị nhé, máy Sunny của Hàn Quốc, có chuông, có đánh chuông theo tiếng, gồm có 3 gong đồng. Toàn bộ đường nét thì là được làm theo phong cách của châu Âu, đây những phần hoa văn này, hoa văn hoa lá tây, đây là những trụ này của những cái ngôi đền châu Âu này, rất là đẹp. Bên trên này phần trường chính là đục hoa lá tây, mặt đồng hồ thì mặt đồng hồ mạ màu vàng, cực kỳ là sang trọng. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86. Website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ từ các chất liệu gỗ gụ, gỗ đỏ, hương đá, vân vân, theo yêu cầu của khách, kích thước, mẫu mã. Tôi xin kết thúc video tại đây, chuẩn bị để bốc xếp và bàn giao cho khách hàng. Chiếc xe tôi đã chờ sẵn đây rồi. Xin chào mọi người.